83% số người hỏi không nhớ đã từng ăn hết các vị của bánh pillow chưa. Ăn sạch các vị snack pillow huyền thoại. Cookie và kem vani. Vỏ giòn giòn hơi cứng cứng một xíu, béo, thơm cái hương cookie. Kem vani bên trong cũng thơm vani nhưng mà ngọt, hậu vị ngọt ngây luôn. 8. Tại ngọt yếu điểm lớn quá. Sữa dừa. Ê, giờ mới nhớ ra, vỏ như này, vị như này, không khác gì cái bánh này luôn. Cùng là kiểu giòn giòn hơi cứng cứng, nhân bên trong ngọt ngây, với lại là hương sữa dừa thôi, chứ mùi dừa cũng không được thật lắm. 8. Sô-cô-la hạt dẻ. Về cơ bản vẫn là vị sô-cô-la thôi, có thêm một chút cái mùi đặc trưng của hạt dẻ. Nhưng mà hầu của cái này không bị ngấy, không bị ngọt quá. Ngọt dịu dàng, ngọt Amy, ngọt Suni Hạ Linh, đỡ ngọt ăn bon hơn hẳn. 9. Sô-cô-la. Ăn xong vị hạt dẻ, cái cắn này bị chán hạt, độc mùi sô-cô-la thôi, nên thành ra bị tập trung vào cái hậu vị hơi ngọt. Mùi và vị cacao có thể là rõ hơn loại này một xíu, nhưng đúng là có hạt dẻ vào thì cái vị sô-cô-la nó thú vị hơn. Chứ vị này hơi buồn, buồn trung quân, buồn hoàng dũng. 8.5. Tổng kết lại, thứ hạng của tôi, sô-cô-la hạt dẻ, sô-cô-la đơn côi, đồng hạng 3. Thấy chưa? Chưa sánh.